Xin chào tất cả mọi người. Lúc này là 9:20 ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022. Các bạn có biết cái này là cái gì không? Chắc chắn nhiều người biết đây là cái gì rồi đúng không? Đối với mình, đây là một cái thử thách có lẽ cả cuộc đời mình sẽ không bao giờ vượt qua được. Nếu bạn nào đã từng giải Rubik thì sẽ cảm nhận được khi giải Rubik nó khó như thế nào. Cũng có thể chúng ta là người lớn nên chúng ta chưa tiếp cận được cách giải Rubik mà chúng ta chỉ giải theo cách mò thôi, thì cảm thấy nó rất là khó, mà nó như là một cái gì đó không thể vượt qua. Nhưng khi mà tìm hiểu cách chơi Rubik thì mọi thứ đều theo một cái công thức. Nếu chúng ta không làm đúng công thức thì không bao giờ giải được. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cậu bé 11 tuổi tại Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, có khả năng giải Rubik. Theo mình đánh giá tại thời điểm hiện tại thì cậu bé này chưa có đối thủ tại huyện Lạc Sơn ở cái lứa tuổi U11. Nếu bạn nào mà xem cái live này có con hoặc cháu biết chơi Rubik thì hãy liên hệ với mình để cho các bạn nhỏ được giao lưu học hỏi. Theo mình đánh giá môn Rubik là một trong những môn có thể nói là môn trí tuệ, sẽ giúp cho các cháu có khả năng ghi nhớ, khả năng tính toán, xử lý tình huống một cách cực kỳ nhanh chóng. Một lát nữa thì các bạn sẽ hiểu được tại sao mình nói như vậy. Bởi vì khi mà giải Rubik thì các bé phải nhớ rất nhiều công thức trong đầu. Đấy. Bây giờ mình sẽ làm quen với cậu bé này nhá. Cháu thể giới thiệu một chút về bản thân mình nào. Cháu chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Cháu tên là Đặng Thế Dương, năm nay cháu 11 tuổi. Và hiện tại Dương đã học chơi Rubik lâu chưa? Cháu học chơi Rubik được gần 1 năm rồi. Gần 1 năm. Cháu có chơi liên tục không? Cháu hiện tại cháu đã thi lớp 6 xong và cháu đã luyện tập lại Rubik. Và cháu cảm thấy trình độ của cháu đã tăng lên một chút rồi. Và lúc hồi còn ôn thi lớp 6 thì cháu không ai chơi Rubik lắm. Có nghĩa là biết chơi cách đây 1 năm nhưng không phải là chơi liên tục đúng không? Theo cháu đánh giá thì học chơi Rubik khó hay là dễ? Học chơi Rubik thì lúc ban đầu thì mình cảm thấy nó rất là khó. Nhưng mà về sau thì mình đã quen dần và mình học những công thức thì cảm thấy nó rất là dễ. Hiện tại trong đầu cháu nhớ được bao nhiêu công thức? Tại thì trong đầu cháu thì nhớ được hơn 100 công thức. Hơn 100 công thức? À. Cháu có chém gió không đấy? Không. Thật không? Thật. Bây giờ đây là cục Rubik này. Cháu chỉ cho chú xem như thế nào gọi là công thức. Công thức thì ví dụ mình sẽ gặp một cái trường hợp nào mình cần giải. Thì công thức người ta cho sẵn cho mình là ví dụ là RU', L', F'. Và mình phải học thuộc cái ký hiệu để mình học công thức. Cháu nói lại là khẳng định lại với mọi người đang xem live của chú là cháu có nhớ được bao nhiêu công thức? Hơn 100 công thức. Chú thì không chơi Rubik và không biết tí gì về công thức. Nếu mà có anh chị nào đó mà chơi công thức mà hỏi cháu bất kỳ một công thức nào mà cháu không nhớ được là cháu chém gió đấy nhá. Nhớ nhá. Thì cháu biết giải những loại Rubik nào? Cháu biết giải Rubik 3x3, 4x4 và 5x5, Rubik tam giác. Trong những khối Rubik mà cháu đang chơi đây thì cháu thích nhất giải loại Rubik nào? Cháu thích nhất là Rubik 3x3. Lý do? Thì 3x3 là một Rubik giải tốc độ. Theo chú được biết là kỷ lục thế giới trên thế giới giải Rubik 3x3 là bao nhiêu giây nhỉ? 3 giây 47. 3 giây 47 đã giải xong rồi. Thế kỷ lục của cháu nhanh nhất khi giải Rubik 3x3 là bao nhiêu phút? Kỷ lục của cháu nhanh nhất giải Rubik 3x3 là 9 giây. Ăn may à? Cháu sáo theo công thức 9 giây. Thế luật thi quốc tế là người ta sáo theo công thức hay là sáo ngẫu nhiên? Sáo theo công thức ạ. Sáo ngẫu nhiên thì mình có thể mình cố tình mình sáo dễ. Còn sáo theo công thức đúng không? À. Thế hôm nay thì không có cái công thức ở đây thì
Cháu có thể nhắm mắt vào cháu sáo và cháu thử giải khối đuôi 3 x 3. Chú sẽ cho cháu giải trong vòng bao nhiêu lần nhỉ? 5 lần đi. Hay 5. 12 lần. Để đánh giá chính xác cái khả năng của cháu ấy, thì chú sẽ cho cháu sẽ giải trong 10 lần. Và qua cái live này thì cháu có mong muốn gì về các bạn nhỏ ở huyện Lạc Sơn hay là những cái bạn nhỏ trong những huyện lân cận này đến giao lưu Rubik với cháu không? Có. Không muốn. Cháu có sợ các anh chị lớn hơn không? Không. Cháu đã từng giao lưu với nhiều người chưa? Ừ. Ở trong huyện hay là ngoài huyện? Ở trong huyện. Thì cháu thấy trình độ của các anh các chị và các bạn như nào? Trình độ thì lúc cháu giao đi với các anh trong xóm thì trình độ các anh cũng bình thường và cháu cũng chiến thắng rất dễ dàng. Và có một anh cháu thấy giải khá là nhanh, đó là anh Khánh. Và hồi đó thì lúc cháu mới bắt đầu solo với anh Khánh thì cháu luôn luôn thua. Nhưng bây giờ thì cháu chưa chắc cháu đã thua. Có thể là anh Khánh sẽ xem lại cái like này của cháu nha. Thôi bây giờ không liên thuyên nữa, bây giờ cháu sẽ thể hiện khả năng giải Rubik của cháu cho mọi người xem nhá. Bây giờ đây là khối Rubik đã giải sẵn rồi đúng không? Bây giờ cháu nhắm mắt là cháu sáo nào. Ngửa mặt lên trời. Sáo thật kỹ đi. Thôi được rồi. Cháu đưa khối Rubik ra cho các cô chú nhìn là khối Rubik này là sáo nhá. Và khi chơi Rubik thì có một cái đồng hồ để tính giờ đấy các bạn nhé. Đây cái là cái đồng hồ tính giờ, người ta gọi cái này là cái gì ạ? Timer à? Timer. Rồi. Bây giờ cháu sẽ có 5 giây để quan sát. Theo luật thì là 15 giây à? Và lần giải đầu tiên. Không cầm cái bút để ghi. Nếu bạn nào đã từng chơi Rubik rồi thì với cảm thấy hứng thú. Mình đã thử rồi và mình sẽ xác định là không bao giờ có thể vượt qua được. Lần giải đầu tiên cháu đã vượt qua thời gian là bao nhiêu? 15 giây. 15 giây 36. Tiếp tục đến lần giải tiếp theo, lần giải thứ hai. Quên không cầm bút để ghi rồi. Thôi được rồi. Thanh Sơn, giải 4x4 cháu này cũng giải được nhưng không phải là cái khối Rubik mà cháu ưa thích. Ưa thích nhất vẫn là 3x3. Lần đầu tiên là 15 giây, mọi người có ai có bút thì ghi giúp lại mình nhá. Mình quên mất cầm bút để ghi. Để xem sau 10 lần thì cậu bé này sẽ có thời gian trung bình là bao nhiêu, được chưa? Đưa khối Rubik để cho các cô các chú nhìn này, khối Rubik đã được sáo nhá, rất là công bằng bởi vì công tâm bởi vì Dương đã nhắm mắt để sáo. Lần giải thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Có mấy giây để quan sát? 15 giây. Quan sát để làm gì? Quan sát để tính các bước giải nhanh hơn, không cần phải mò mò hay gì. Ok. Lần thứ hai. Bắt đầu. Lần giải đầu tiên là 15 giây nhá. Qua cái live này thì có bạn nhỏ nào tại huyện Lạng Sơn mà có đam mê Rubik thì hãy giao lưu cùng với bạn Dương. Hay là các bạn nhỏ các huyện lân cận cũng có thể giao lưu nhá. Lần giải thứ hai đã kết thúc. Cháu đưa khối Rubik ra để xem đã giải hết 6 mặt chưa nào. Hết 6 mặt nhá. Rồi ok. Thời gian lần giải thứ hai 15 giây 91 ạ. 15 giây 91. Thôi lấy tròn nhá là 15 giây nhá. 15 giây. Sau hai lần giải thì cháu Dương đã vượt qua được thử thách là đều với thời gian 15 giây. Lần giải thứ ba nào, cho lên trên để sáo, nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời. Chú có chuẩn bị một cái khẩu trang này nhưng Dương bảo đeo nó hơi khó chịu. Cảm ơn tất cả mọi người đang xem clip này nhá. Thi giải Rubik trên thế giới người ta coi là một môn thể thao trí tuệ. Tại Việt Nam thì thỉnh thoảng cũng có những cuộc thi giải Rubik mà cũng mang tầm châu Á và thế giới. Việt Nam cũng có rất nhiều nhân tài.
với thành tích của cậu bé này thì không thấm gì so với những người đi thi chuyên nghiệp cả, nhưng gọi là amateur thôi. Lần giải thứ ba chuẩn bị bắt đầu, cậu bé đang có 5 giây để quan sát. Sau lần đầu tiên và lần thứ hai thì cậu bé này đều vượt qua với thành tích là 15 giây. Đây là lần thứ ba. Và như cậu ấy có giới thiệu là cậu ấy nhớ được hơn 100 công thức, mình cũng chưa thể kiểm chứng được bởi vì mình không phải là người chơi Rubik nên không thể biết. Lần giải thứ ba đã kết thúc, 6 mặt đây các bạn nhá. Đâu rồi? 6 mặt này. Lần giải thứ ba chậm hơn một chút là 16 giây. Ok. Sau 3 lần giải, lần đầu tiên 15, lần thứ hai 15 và lần thứ ba 16. Thời gian có vẻ đang tăng dần đều. Chào bạn Thế Hạnh nhá. Bạn nào có con hoặc cháu chơi Rubik thì có thể liên hệ với mình để giao lưu nhá, bởi vì chơi Rubik là một trong những môn thể thao trí tuệ và nó sẽ tạo cho trẻ những khả năng rất là tuyệt vời, khả năng về ghi nhớ, khả năng tính toán, xử lý nhanh các tình huống. Bởi vì như các bạn thấy đấy, cháu Dương này chỉ giải Rubik trong vòng có 15 giây thôi nên không có thời gian để nhiều để suy nghĩ đâu, mọi thứ đều phải xử lý rất là nhanh, cực nhanh luôn. Đây là lần thứ tư, sau 3 lần Dương đều vượt qua với thành tích là 15 giây, 15 lần 1 15, 12 lần 2 15 và lần 3 là 16. Đây là lần thứ tư. Để xem lần thứ tư này thời gian có được rút ngắn hay không hay là lại tăng dần đều. Bắt đầu. Sẽ cho Dương 10 lần thử thách. Rất tiếc là chú không cầm cái bút để chú ghi thành tích. Cháu lật cái khối Rubik này để xem nó giải hết 6 mặt thế nào, để cho các cô chú các anh chị nhìn nào. 6 mặt nhá. Ok. Lần giải thứ tư là bao nhiêu? 15 giây. Có thể thành tích của Dương sẽ không được vượt qua được ngưỡng 15 giây. Và lần thứ tư là 15 giây. Thứ năm. Có mỏi tay không? Cho lên cao nào, cho cao lấy sáo nào, nhắm mắt vào, ngửa mặt lên trời. Được chưa? Đây xem nào. Đây là khối Rubik mà cháu Dương đã sáo nhá. Tại các cuộc thi thì người ta không sáo ngẫu nhiên thế này mà người ta sẽ có các công thức và bắt các vận động viên phải sáo theo. Đấy. Bởi sáo ngẫu nhiên này thì nó không công bằng. Nhưng ở đây không có công thức thì sáo ngẫu nhiên này đối với những người không chơi Rubik thì cũng cảm thấy nó rất là ok rồi. Đấy. Các bạn thấy này, khối Rubik đã được sáo tứ tung như này. Chỗ này là bị mất một cái miếng này. Bây giờ lần thử giải thứ 5. Hy vọng là lần giải thứ 5 này thành tích sẽ được cải thiện. Dương có 15 giây để suy nghĩ, để quan sát. Lần thứ 5 bắt đầu. Nếu bạn nào đã từng trải nghiệm với khối Rubik thì mới cảm thấy thành tích của cậu bé này tuyệt vời như thế nào. Mình thì đã thử giải rồi, nhưng giải một mặt cũng đang rất là khó chứ không phải là 6 mặt. Lần này có vẻ là lâu hơn các lần trước rồi. Đây nhá. Như thế này khi mà thi đấu là cũng được đúng không? Đấy, nó hơi lệch một chút thôi. Đấy. 6 mặt này. Lần giải thứ 5 thành tích của Dương là 17 giây. Thành tích càng ngày càng lâu hơn. Lần 1 15, lần 2 15, lần 3 16. Lần 4 16 hay là lần 4 16. 16 lần thứ 5 17. À không, lần 4 15 hay sao? 14 15 hay 16 nhỉ? Vâng, chị Lợi nhá. Bạn là cháu bạn là cháu chị Lợi mà chơi thì lúc nào giao ly nhá. Đây là lần giải 6. Thứ 6, nhắm mắt vào.
Ok. Khối Rubik đã được sáo và Dương chuẩn bị bước vào lần giải thứ 6. Sau 5 lần giải thì nhanh nhất vẫn là 15 giây và lâu là 17 giây. Hy vọng lần giải thứ 6 này thành tích sẽ được đột phá. Dương có 15 giây để quan sát. Cho lên cao nào, không có chú lại tưởng là con cháu giải trước mà. Dương đang quan sát để tìm ra cái công thức nhanh nhất. Đây là lần giải thứ 6. Lần này lỗi rồi. Lần này lỗi. Lần này nếu mà theo luật thi đấu là trừ cộng 2 giây cộng 2 giây. Trong kết quả. Bây giờ giải lại giải tiếp đi cho nó xong đi nào. Như này là cộng 2 giây các bạn nhá, bởi vì còn một bước nữa chưa xong. Bây giờ giải nốt để cho nó hoàn thành như nào. Đấy. Chỉ cần một cái lật tay thôi là đã xong rồi. Như theo luật thi đấu đó cái lần vừa rồi là phải trừ đi cộng thêm 2 giây. Cộng thêm 2 giây. Rồi ok, lần này cộng thêm 2 giây. Là Bao nhiêu? 19 giây. Thành tích thật là bao nhiêu? Thành tích là 17 giây. Nhưng bởi vì còn một bước nữa chưa hoàn thành, theo luật thi đấu là phải cộng thêm 2 giây là thành 19 giây. Nhưng thôi, đây là đang hôm nay để quay giao lưu cùng với các cô, các chú, các anh, các chị thì không cộng nữa, coi vẫn chấp nhận thành tích là 17 giây. Tiếp tục lần giải thứ 7. Nhắm mắt nào. Ngửa mặt lên trời, lên trần nhà nào. Tóm lại là Dương vẫn chưa vượt qua ngưỡng 15 giây. Sau 6 lần giải thì thành tích nhanh nhất vẫn là 15 giây. Ở trong Rubik để cải thiện được thành tích 1-2 giây nó cũng giống như là các vận động viên bơi hoặc là các vận động viên chạy nước rút. Để rút ngắn được 1 giây, 2 giây cũng không phải là đơn giản. Đây là lần giải thứ 7, khối Rubik đã được sáo. Hy vọng là Dương sẽ có một cái gì đó khác với 6 lần đã giải nhá. 15 giây quan sát. Lần giải thứ 7 chuẩn bị bắt đầu. Bình tĩnh nào. Bao nhiêu giây đây? Rồi, chấp nhận. Hơi vội một tí. Lần giải thứ 7. 6 mặt đã hoàn thành các bạn nhá. Lần giải thứ 7 để nghiên nào. 14 giây 88, chỉ trong tích tắc nữa thôi là 15 giây. Ok, chấp nhận là 14 giây. Chú sẽ đọc cái số tròn thôi. Lần giải thứ 8. Tiếp tục chuẩn bị đến lần giải thứ 8, cho lên cao nào. Được chưa? Đưa đây để chú kiểm tra. Đây là khối Rubik chuẩn bị bước vào lần giải thứ 8. Sau 7 lần giải thì thành tích nhanh nhất là 15 giây. Đâu 14 giây. À 14 giây. Lần giải thứ 8 chuẩn bị bắt đầu. Cho nên cao này quan sát nào. Theo luật thi đấu là các đối thủ, các vận động viên sẽ có 15 giây để quan sát trước khi giải. Lần giải thứ 8 bắt đầu. Sau 7 lần giải thì thành tích nhanh nhất là 14 giây. Còn lại là 15, 16, 17. Biết đâu lần giải thứ 8 này sẽ thành tích sẽ được cải thiện hơn. 13 giây chẳng hạn, 13 giây chẳng hạn. Xong chưa? 15 giây. Lần giải thứ 8 đã hoàn thành nhá, 6 mặt của khối Rubik đã hoàn thành. 15 giây. Thành tích 15. Vẫn là 15 giây. Lại 88. Sau 8 lần giải có thể khẳng định là thành tích của Dương có thể là quanh quẩn ở mức 20 giây đổ về, đúng không? 20 giây đổ về. À,
À, theo cháu được biết thì cái vận động viên mà giải Rubik 3x3 ở Việt Nam nhanh nhất là mấy giây? Viên Rubik giải 3x3 nói to lên. Ừ, thì theo cháu biết thì là 4 giây nhưng mà chưa rõ là 4 giây bao nhiêu. Thế còn phần đấu nhiều, tóm lại là để trở thành vận động viên chuyên nghiệp thì khả năng hơi khó, nhưng để thành một động viên nghiệp dư thì có thể. Đây là giải thứ 9. Nào, được rồi. Đây là khối Rubik đã được Dương nhắm mắt và quay mặt đi để sáo nhá mọi người nhá. Lần giải thứ 9 chuẩn bị bắt đầu, có 15 giây quan sát. Lần giải thứ 9 đã được bắt đầu. Thành tích có thể vượt qua được ngưỡng 14 giây hay không? Hay là 19 giây? Bình tĩnh nào. Khối Rubik đã được hoàn thành trong một thời gian tương đối nhanh và mình sẽ kiểm tra đồng hồ. 13 giây 33 31, một thành tích khá là ấn tượng. Lần thứ 9 Dương đã vượt qua được thử thách của khối Rubik 3x3 với thành tích là 13 giây. Và đây là lần giải thứ 10. Cuối cùng. Mọi người hãy xem là bé Dương sẽ có thể vượt qua được cái mốc 13 giây hay không. Qua live này thì mình cũng mong muốn là mọi người nếu có con hoặc cháu có sở thích về môn giải Rubik thì hãy liên hệ mình để giao lưu nhé. Bởi vì chơi cái gì cũng thế, chơi môn thể thao nào cũng vậy, cũng phải có nhiều người chơi thì phong trào nó mới đi lên được. Dù là biết chơi Rubik, giải Rubik là một môn thể thao rất là khó, không phải ai cũng chơi được, không phải ai cũng có sự kiên trì để học. Đối với mình thì chắc chắn là mình không bao giờ có thể giải được cái khối Rubik này, cho dù là giải một mặt hay là hai mặt, bởi mình đã thử không làm được, khó lắm. Thứ hai nữa là khả năng là người lớn lười, không chịu suy nghĩ. Lần giải thứ 10 chuẩn bị bắt đầu. Sau 9 lần giải thì Dương có thành tích nhanh nhất ở lần giải thứ 9 với thành tích là 13 giây. Còn lại là loanh quanh ở thời gian 15 giây, 16 giây và có 2 lần là 17 giây. Đây là lần giải thứ 10. Rồi, chấp nhận. Đây là khối Rubik sau lần giải thứ 10 của cháu Dương. Thành tích là 15 giây. Sau 10 lần giải, nếu mà chia trung bình chắc tầm khoảng 16 giây nhỉ. Rất tiếc là không có bút để ghi lại. Như vậy là sau 10 lần giải thì cháu Dương đã hoàn thành xong và thành tích nhanh nhất là 13 giây. Với chú thì đó là một thành tích rất là tuyệt vời, một thành tích không phải các bạn nhỏ nào cũng có thể chơi được. Hy vọng là sau clip này thì Dương sẽ dành thời gian sau những giờ học để tập chơi Rubik, tập giải Rubik. Câu hỏi tiếp theo là Dương học giải Rubik từ đâu? Cháu học giải Rubik từ những kênh YouTube trên mạng. À, thì người ta hướng dẫn có chi tiết không? Có. Bây giờ cháu sẽ hướng dẫn mọi người một cái công thức áp dụng vào cái việc giải khối Rubik 3x3 đang cầm trên tay này nào. Công thức áp dụng. Công thức. Ok. Đầu tiên thì để giải được khối Rubik 3x3 thì chúng ta phải tạo một cái hình chữ tập ở dưới, ở mặt màu trắng như này hoặc là màu nắng cũng được. Nhưng mà cháu hay làm bằng mặt màu trắng. Thì chúng ta phải ghép bốn cái cạnh cho nó thành hình chữ thập là hình dấu cộng. Làm hình dấu cộng thì chúng ta có rất nhiều cách. Chúng ta sẽ đưa hết các cặp cạnh lên đây.
và chúng ta di chuyển nó về đúng cái màu tâm của nó, và mình sẽ đưa xuống mặt trắng. Nhưng mà cháu thì muốn giải nhanh thì chúng ta phải để mặt màu vàng ở trên cùng và ở dưới đáy là màu trắng. Tóm lại là chú chỉ nghe một tí thôi đã hoa mắt chóng mặt rồi. Thật khâm phục cho các bạn nhỏ khi chơi môn thể thao này. Như bạn Trường, bạn ấy nói là bạn ấy nhớ được hơn 100 công thức. Điều đó thì cũng chưa được kiểm chứng, bởi vì mình không phải là người chơi Rubik nên mình không biết là bạn nói có chính xác hay không. Chỉ có những người nào chơi Rubik thì mới kiểm chứng được là bạn Trường, bạn nói bạn nhớ được hơn 100 công thức có đúng hay không. Dù sao thì cũng chúc mừng Dương, bởi vì lứa tuổi 11 tại huyện Lạng Sơn thì chú nghĩ là chưa bạn nhỏ nào có thể vượt qua được thành tích của Dương đâu. Thành tích của Dương trong 10 lần test ngày hôm nay nhanh nhất đó là 13 giây, còn lâu nhất là 17 giây. Thành tích đó cũng không phải đơn giản, kể cả người lớn cũng không phải là làm được. Đấy là những người gọi là Rubik chơi nghiệp dư thôi, còn không, mình không xét tới thành tích của các vận động viên chuyên nghiệp. Một lần nữa chúc cháu ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ và chịu khó học hành. Ngoài ra thì cũng dành chút ít thời gian để luyện Rubik, để hy vọng một ngày nào đó thì chú sẽ gặp lại cháu và thành tích của cháu lúc đó sẽ tốt hơn. Ok, cháu chào tất cả mọi người nào. Chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Bye bye. Mình cũng xin tạm dừng like tại đây nhé. Bạn nào mà có con hoặc cháu chơi Rubik thì liên hệ với mình để giao lưu với bạn Dương, để cho phong trào Rubik của huyện Lạng Sơn phát triển hơn. Bởi vì như các bạn biết đây, chơi Rubik thì nó rất là tốt cho sự phát triển về khả năng xử lý tình huống, khả năng ghi nhớ. Cảm ơn tất cả mọi người.